mọi người đã quay trở lại với cả Beauty Helix. Và không bao lâu nữa đâu thì chúng ta đã đến Tết rồi. Đây cũng là một cái thời điểm mà chúng ta sẽ mua sắm rất là nhiều. Và mình còn nhớ là một tập nào đấy ở trong Beauty Helix thì mình cũng đã chia sẻ cho mọi người một vài những cái thương hiệu bình dân mà nổi tiếng ở trên thế giới rồi. Và trong tập Beauty Helix ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một vài những cái local brand mà đang nổi tiếng ở Việt Nam để mọi người có thể có nhiều sự lựa chọn hơn để mà mua sắm trong mùa Tết này nhé. Mở đầu trong danh sách lần này chính là Daily Coins, một local brand được ra mắt vào đầu năm 2017. Với những nét đặc trưng riêng đầy cá tính của một thương hiệu thời trang đường phố, với những mặt hàng thời trang của Daily Coins được thiết kế với sự kết hợp một cách hài hòa giữa hai nền văn hóa Á Âu, tạo nên được một phong cách mới mẻ và độc nhất. Và một điều mà mình rất thích ở Daily Coins chính là đã mạo hiểm hơn trong cái phong cách thời trang khi mà sử dụng nhiều màu sắc khác nhau để có thể truyền đạt được cái thông điệp của họ, đó chính là hãy phá cách hơn trong thời trang ăn mặc của mình đến với các bạn trẻ. Fadeaway, một trong những local brand đình đám nổi tiếng nhất tại Sài Gòn hiện nay, được thành lập vào năm 2018. Fadeaway dần khẳng định được sức hút của mình khi sở hữu một lượng lớn người theo dõi trên những trang mạng xã hội như Facebook, Instagram. Các sản phẩm của Fadeaway rất đa dạng với nhiều mẫu mã khác nhau như denim jacket, hoodie, phụ kiện để bạn có thể thêm được nhiều sự lựa chọn của riêng mình. Các sản phẩm đến từ Fadeaway thì luôn luôn được đầu tư một cách bài bản, tỉ mỉ cũng như là công phu. Từ màu sắc cho đến cách thiết kế này, cũng như là chất liệu vải và kỹ thuật in ấn. Và khi mọi người khoác lên một chiếc áo đến từ Fadeaway thì mọi người sẽ cảm thấy mình rất là năng động và cá tính đấy. DKMV, viết tắt từ Don't Kill My Vibe, là một thương hiệu thời trang đường phố dành riêng cho phái nữ trong bối cảnh thời trang đường phố đang nở rộ. Với những thiết kế có phần nhẹ nhàng thay vì là gai góc mang đậm nét street style so với các thương hiệu thông thường. Khi khoác lên mình một chiếc áo đến từ Don't Kill My Vibe, bạn sẽ cảm nhận được một sự nhẹ nhàng nhưng đầy cá tính, tinh nghịch của thời trang đường phố. Để tạo ra được dấu ấn riêng cho mình thì các nhà thiết kế đến từ Don't Kill My Vibe đã tạo nên một logo lấy cảm hứng từ những chữ cá, à không những nhưng mà một con cá với gam màu vàng và xanh carbon để làm biểu tượng riêng cho thương hiệu của mình, tạo nên được một cái vẻ rất là năng động này cũng như là không kém sự dịu dàng khi mà chúng ta khoác nó lên đấy. Và đó là ba local brand mà mình muốn chia sẻ cho mọi người vào ngày hôm nay. Và mình hy vọng rằng là mọi người cũng có thể tìm cho mình được những bộ quần áo phù hợp dành cho mùa Tết này đến từ các local brand mà mình đã gợi ý. Và bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong tuần sau. Bye bye!